Sibo 110 E109 hải quan chính ngạch, mình dọn zin một càng về máy nha các bạn. Còn về cái áo thì mình dọn áo Sachia 2000. Còn anh em thích thì mình sẽ bao thay mã áo cho các bạn hoặc là thay áo Sibo nha mọi người. Biển số coi cũng dễ nhớ, 65B2-012-19. Xe này là Sibo 110 hải quan chính ngạch E109, mình dọn chuẩn ghim nồi một càng, còn một càng một côn nha các bạn. Còn cái biển số coi cũng khá là đẹp nè, 65B2-012-19, dễ nhớ thôi. Không có tính là biển số đẹp nhưng mà biển số dễ nhìn dễ nhớ. Còn xe thì cái xe thì rất là ok nha. Xe là mình dọn nguyên con Sachia 2000 đầu dẹp rất là đẹp. Còn các bạn thích áo Sibo thì mình sẽ thay áo Sibo cho mọi người. Còn về tổng quan xe á thì nói chung là dọn nguyên con Sachia 2000 nên tất cả đồ đạc đồ này kia nè, ví dụ như đồng hồ đồ này kia mình cũng lên Sachia hết, áo là cũng là áo Sachia, nên anh em nào mà thích cái phong cách áo Sachia thì mình cứ giữ. Còn ví dụ như không thích phong cách áo Sachia mà thích phong cách áo Sibo thì các bạn cứ nói là bên cửa hàng thay cho mọi người thôi, không gì hết. Chuyện này rất là dễ tại vì bên mình bán là luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm bánh mâm kích thích miễn phí. Con này là còn chuẩn nồi một càng nha mọi người. Tại vì hiện tại xe một càng á, mình cũng có dọn mẫu Sibo 110 202, Sibo 110 áo 110. Nên con này mình dọn xì dọn áo Sachia là vậy đó. Còn anh em mà thích cái con này thì mà thích bộ áo khác thì cứ đổi cửa hàng thay cho các bạn thôi. Còn đối với bên cửa hàng thì tất cả những cái xe nào còn đang đeo biển số có cho có hỗ trợ góp cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip.